Chào mừng các bác đã tới với cửa hàng xe đạp cổ Bơ Rô Phương Chun. Địa chỉ cửa hàng em ở xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Số điện thoại em dùng là 0981 539 298. Các bác cứ alo là có người nhấc máy tư vấn tận tình cho các bác. Các bác ơi, hôm nay em về một được một siêu phẩm cá vàng các bác ạ. Siêu phẩm cá vàng 1979. Con này là đời phanh treo các bác nhá. Phanh treo bao giờ nó cũng quý hơn. Thế nên bác nào đã từng chơi xe cổ, xe Bơ Rô là sẽ biết là con này của em nó giá trị mà. Xe tình trạng còn rất là đẹp các bác ạ. Xe hàng lưu kho, công nhận nhìn nó bắt mắt các bác ạ. Nhìn nó kiểu tổng thể nó được đẹp tất cả, nó không có bị lỗi một chỗ nào cả. Vì tình trạng là nó là lưu kho, theo dòng thời gian mà nó được như thế này là đẹp tuyệt vời rồi các bác ạ. Bác nào mà đang tìm cá vàng thì phải nhanh tay gọi điện cho em thì còn xe các bác nhá. Tại vì sao em lại nói như thế? Tại vì các bác có thể xem video của em trước đây, một tháng trước em đang một dàn xe cá vàng từ ngoài sân vào trong nhà, chưa kể tầng 2. Thế mà đến thời điểm hiện tại bây giờ em bán hết sạch rồi các bác ạ. Tại vì sao ạ? Tại vì các bác khách Hà Nội của em rất là thích cá vàng. Các bác mua nhanh lắm. Thế nên mỗi bác cứ vào làm một cặp, thế là cuối cùng là cửa hàng hết xe cá vàng. May mắn cho em tháng này em về được thêm 2 con, một con cổ trung và một con cổ rụt. Bây giờ em sẽ lên sóng con cổ trung trước. Con cổ rụt thì hẹn các bác ngày mai em mới lên. Đây các bác ơi, tình trạng rất là đẹp luôn. Bác nào mà muốn sở hữu con này thì phải nhanh tay gọi điện cho em để em mô tả đôi chút về chiếc xe. Xe là nó có đầy đủ phụ kiện, có chuông, có bơm, có đèn, có nịt chun và có túi đeo yên theo xe các bác nhá. Xe này được cái nó lại có cái đồ trang trí kèm theo cái đan hoa, cái vàng vàng này các bác. Nhìn rất là đẹp, đi rất là bắt mắt xe này các bác. Con này vành thì là vành Zida chân lồi. Vành Zida chân lồi nó lại quý, thế nên các bác ưng con này rồi thì cứ điện thoại cho em thôi là các bác mua được xe. Một là các bác tới cửa hàng trực tiếp để mua, hai là các bác chuyển khoản 100% thì em mới ship xe các bác nhé. Đấy, cá vàng 1979 phanh treo, đời tem nổi, con sư tử đấy các bác. Tem cọc ngang cọc đứng đấy, phanh ma phắc đấy các bác. Đấy, cái tem cọc ngang cọc đứng đấy, càng trước của em là vẫn đẹp, made in Padang vẫn rõ mồn một luôn. Bác nào mua được con này thì em cũng chúc mừng các bác vì con này tình trạng quá đẹp luôn. Lốp là quả béo 44 Michelin, vành bánh là sáng trắng rồi. Các bác mua về chỉ việc sẵn đi thôi, vì hàng em đã tuyển lưu kho thì các bác yên tâm về cái độ xe. Xe đã đọc tới cái giá mà hàng siêu tầm lưu kho thì các bác yên tâm, không cần phải hỏi em là em ơi xe có zin tất không. Tất nhiên là zin tất rồi thì mới có cái giá hàng lưu kho đúng không các bác? Giá nó phải phù hợp với cái giá trị xe. Còn những cái xe mà lập cạp thì em không buôn, cũng không bán, dám bán cho các bác những cái xe đó. Vì về rác nhà các bác ạ, nhìn nó không bắt mắt. Vì tính em chơi xe cổ là phải chơi hẳn con đẹp để mình cà phê, để là chiều đến em đi chợ hay đi cà phê hay đi dạo phố nhìn nó phải sáng các bác ạ. Đấy, tính em là vậy. Thế nên bác nào mua được con này về, các bác vừa được siêu tầm mà vừa được cà phê, rất là đẹp luôn. Đấy, vành các bác thấy sáng chưa ạ? Độ sáng xanh đề các bác nhá, cái đề rất là mới. Tay hồng là tay hồng chữ H. May ơ của em vẫn còn mới, má phanh vẫn chưa mòn, tức là con này hàng lưu kho các bác ạ. Nó mới được đẹp như thế này. Áo yếc của nó bóng chưa các bác? Đấy là em mình chưa cọ rửa cũng như là chưa đánh bóng, chưa ủ dầu, chưa làm bất cứ một cái gì cả. Yên là yên nhọn, có chữ B gót đằng sau các bác nhá. Có túi đeo yên theo xe. Đấy các bác ơi, tổng thể con xe này em xin báo giá luôn là 85 triệu thì các bác mới sở hữu được một con cá vàng cổ trung phanh treo các bác nhá. 85 triệu là các bác chốt được con xe này rồi. Bác nào có nhu cầu thì cứ điện thoại trực tiếp cho em là các bác sẽ mua được xe. Các bác ơi, xe đẹp giờ càng ngày càng hiếm rồi. Thế nên bác nào đã ưng con nào thì phải nhanh tay gọi điện cho em thì còn xe. Vì cá vàng là rất nhiều bác thích. Em xin cảm ơn tất cả các bác đã xem video của em. Chúc các bác thật nhiều sức khỏe.